Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu trình chiếu ảnh cưới đỉnh cao. Nó là một cái photo slideshow thiên về cái màu vintage và cái màu hiện đại mà dành cho những các bạn mà thích cái màu tây. Và đây là một cái mẫu Premiere Pro thanh lịch và những cái hoạt ảnh điện ảnh đậm chất điện ảnh và nó thiết kế hiện đại bắt mắt. Và nó có những cái lớp hoạt hình văn bản đơn giản và hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà và đậm chất phương Tây. Và nó rất là dễ sử dụng với 12 cái lớp phương tiện và 12 cái lớp văn bản là các bạn có thể chỉnh sửa lại tiêu đề và các bạn có thể cập nhật cái hình ảnh và video của các bạn vào. Và đây nó rất là dễ sử dụng với cái mẫu này là một cái cách tuyệt vời để mà các bạn khoe những cái mẫu ảnh cưới và nó là cái ngày lễ tình nhân, khoảnh khắc tình yêu lãng mạn hay là kỷ niệm ngày cưới và bạn bè hoặc là gia đình của bạn hoặc là những cái tệp khách hàng của các bạn khi mà các bạn làm video hình ảnh và các bạn làm cho studio của mình và nó gây ấn tượng cho các khán giả của bạn bằng cái mẫu Premiere đẹp mắt rất là đẳng cấp này. Thì cái đặc biệt của nó là không cần cái plugin và nó có sẵn ở cái chế độ HD. Và khi mà các bạn xem xong video này, các bạn có nhu cầu cần cái mẫu đẳng cấp này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi trên số điện thoại ở Zalo ở mục mô tả video và mô tả kênh. Và để sử dụng cái mẫu trình chiếu đỉnh cao này thì các bạn nhấp chuột vào cái thư mục ở đây, cái folder và các bạn vào Premiere Project. Và các bạn nhấp chuột vào cái photo slideshow ở đây. Và đây là cái giao diện của cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Hiện tại tôi đang sử dụng cái phần mềm bản Adobe Pro 2025, bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và trước khi sử dụng thì các bạn vào cái mục ở đây là cái mục ở cái thanh timeline ở đây thì các bạn vào cái mục sensor 01. Và các bạn nhấp chuột tiếp vào cái placeholder. Và ở đây thì nó hiển thị bốn cái mục photo ở đây là tất cả các bạn có thể cập nhật vào ảnh. Thì các bạn sẽ chọn video hoặc là hình ảnh sẵn vào đây. Ở đây thì tôi sẽ chọn sẵn một cái số hình ảnh. Và đây là những cái hình ảnh mà tôi đã chọn và các bạn bắt đầu tiếp theo ở đây cũng có hiển thị bốn hình ảnh ở đây thì các bạn nhấp chuột vào từng cái một. Và đầu tiên là cái photo don 01 ở đây thì các bạn nhấp vào ở đây thì có cái mục text, text có nghĩa là sửa lại cái nội dung tiêu đề và cái photo ở đây. Và các bạn nhấp chuột vào photo và các bạn kéo thả một cái bức ảnh mà các bạn đã chọn và các bạn kéo sang. Và các bạn ấn chuột phải vào cái mục timeline ở đây và các bạn ấn vào cái tìm xuống cái dòng scale to frame size để làm gì để nó mở rộng cái khung hình của cái ảnh ra. Hoặc các bạn nhấp thẳng chuột vào cái hình ảnh ở đây và các bạn kéo giãn. Và các bạn thu hình theo cân đối theo cái tỷ lệ khung hình mà các bạn ưa thích. Đó, như vậy là đã xong một cái. Và các bạn tiếp theo chỉ cái nhấp chuột về cái mục final ở đây hoặc là đây. Hoặc là sen 01. Là sen 01. Đây hoặc là final, final này vào cái sen 01 và tiếp theo placeholder và tìm đến cái photo don 2. Photo don 2 ở đây, đó. Và các bạn sẽ lại tìm tiếp đến cái mục photo 02 thì các bạn đã chọn là cái ảnh số 2 để các bạn chèn vào trong khung hình. Và làm cái bước theo tương tự như là to frame to scale size đấy, mở rộng khung hình ra để cho nó không bị hụt. Và tiếp theo bước tiếp theo lại photo don 03 và cứ thế lặp đi lặp là các bạn sẽ cho ảnh vào đầy đủ cập nhật là bốn cái bức ảnh bốn cái hình mà các bạn đã chọn. Đây nó là một cái mẫu trình chiếu cực kỳ đẳng cấp và đẹp mắt, các bạn không thể thiếu được trong những cái trình chiếu của mình. Và tiếp theo là đây là cái mục 04. Cái này nó rất là dễ sử dụng. Đó. Và để mà kiểm tra lại các cái bước thao tác thì các bạn về lại cái mục Final ở đây và các bạn có thể quay về ngay từ đầu để mà mở lại cái trình chiếu để xem những cái bước thao tác mình đã làm. Đó, các bạn có thể thấy nó khá là đẹp mắt và đỉnh cao. Và các bạn có thể là vào trực tiếp ở cái mục ở bên tay trái bên này thì các bạn vào cái photo 03 và các bạn có thể nhấp chuột vào từng mục để các bạn kiểm tra hoặc là các bạn vào ảnh thẳng trực tiếp vào cái khu vực ở đây mà không cần phải vào thao tác như cái mục kia nữa thì các bạn kéo thả cái ảnh trực tiếp thẳng vào đây. Làm cách này thì nó nhanh hơn, ấn chuột phải và cũng scale to frame size và kéo sang.
Và các bạn có thể xem lại cái quá trình thì khi mà các bạn thao tác xong tất cả thì các bạn kéo kéo lại xem quá trình mà mình đã làm đã qua. Đó. Và các bạn hãy tìm những cái bức ảnh tiếp theo để các bạn thả vào. Cách làm rất là đơn giản. Ở đây thì là nó có một số cái bức ảnh dọc thì các bạn có thể kéo sang scan ra thì là nó sẽ là một cái khung hình ngang, nó khá là cái khung hình nó khá là đẹp mắt. Cái hiệu ứng video này nó rất phù hợp cho những cái ngày lễ trọng đại, trình chiếu ảnh cưới và tất cả những cái hiệu ứng đẹp nhất thì nó có thể tích hợp tất cả trong những cái video đầy ý nghĩa này. Và ở đây là một số cái khoảng trống thì là nó còn đang thiếu những ảnh mà cần mà chưa cập nhật thì các bạn cứ thế các bạn lần lượt các bạn ở đây nó có 12 cái chỉnh cắm ở đây thì là các bạn lần lượt cứ thế các bạn kéo thả và cập nhật những cái bức ảnh vào. Cái cách thao tác và rất là dễ sử dụng. Và các bạn cứ thế làm lần lượt cho đến hết cái 12 cái này thì các bạn có thể là chỉnh xuất xuất file. Khi mà cập nhật đầy đủ thì các bạn có thể vào xem lại cái quá trình mà các bạn đã thả cái bức những cái bức ảnh vào để xem lại cái hiệu ứng rồi là các thứ. Đó, nó cái hiệu ứng này nó rất chi là đẹp mắt. Và các cái mục ở đây thì những cái mục text cùng mục text sửa lại cái nội dung văn bản của nó thì cũng khá là đơn giản. Thì các bạn vào cái mục ở đây thì các bạn vào cái mục text ở đây thì nó cũng có ham có 12 cái lớp văn bản tiêu đề ở đây thì các bạn có thể chỉnh sửa lại cái nội dung cái ví dụ như là cái chữ photo slideshow thì các bạn có thể thay đổi lại lại cái nội dung câu chữ ở đây ví dụ vậy. Khi các bạn cập nhật xong thì các bạn lại về lại cái mục final ở đây để các bạn kiểm tra lại cái quá trình ở đây. Đó các bạn đã thấy là cái ảnh slideshow ví dụ vậy đây thì cập nhật lại. Và tiếp theo là tech 2. Đó. Đó các bạn có thể thấy ở cái mục góc bên trái là cái nội dung tiêu đề của cái nội dung hiển thị của cái video này nó đã được thay đổi và các bạn cứ thế làm cập nhật tất cả các cái nội dung của 12 cái text mà hiển thị của 12 cái lượt trình chiếu ở trên cái màn hình đây thì các bạn có thể là có một cái sản phẩm video đẳng cấp cho riêng mình. Ở đây thì cái video này tôi đã chia sẻ với các bạn cái cách mà sử dụng cái mẫu trình chiếu ảnh đỉnh cao này thì khi mà các bạn xem xong cái video này các bạn nào muốn sử dụng cái mẫu này thì các bạn có thể nhắn trực tiếp cho tôi để lấy cái mẫu này. Và như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn cái trình chiếu ảnh cưới đỉnh cao đậm chất vintage châu Âu này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để mà các bạn sử dụng cái mẫu này. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.